Doanh nhân Thái hậu cổ vũ các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022, Chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022, Miss ASEAN 2022 đã được diễn ra tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế. Sự kiện quy tụ nhiều mỹ nhân đình đám của làng nhan sắc Việt. Nguyễn Thị Thái hậu, top 15 nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022, cũng có mặt tham dự và cổ vũ các thí sinh trong đêm thi vừa qua. Ngày 30 tháng 11, đêm chung kết xếp hạng Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022 diễn ra với quy mô hoành tráng tại thành phố Huế. Trước giờ khai mạc, nhiều mỹ nhân đình đám bước ra từ các cuộc thi nhan sắc lớn lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ đêm thi như Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Vũ Ngọc Anh, Hoa hậu Khương Phương Anh, Hoa hậu Thiện Nguyện Lý Kim Ngân, Á hậu Lê Xuân Tâm, cùng với các nghệ sĩ, Hoa hậu, Á hậu và khách mời khác. Nhận được lời mời tham dự đêm chung kết xếp hạng của ban tổ chức Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022, doanh nhân Nguyễn Thị Thái hậu, top 15 nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022 đã đến Huế để cổ vũ và theo dõi những màn trình diễn mãn nhãn của các thí sinh tài năng. Doanh nhân Nguyễn Thị Thái hậu trên thảm đỏ đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á Việt Nam 2022. Nữ doanh nhân cho biết bản thân cũng từng là một thí sinh đứng trên sân khấu. Vì thế cô rất hiểu sự hồi hộp và lo lắng của top 25 thí sinh trong đêm chung kết vừa qua. Dù vậy nhưng đó sẽ là những kỷ niệm, khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời của các bạn khi được thể hiện tài năng và tỏa sáng trên sân khấu. Nhan sắc trẻ trung của nữ doanh nhân được bắt chọn qua ống kính của camera. Khép lại đêm chung kết, ngôi vị hoa hậu thuộc về Đỗ Thị Quỳnh, số báo danh 119. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về thí sinh Thái Thị Quý Hương, số báo danh 212. Ngôi vị Á hậu 2 được trao cho thí sinh Nguyễn Hạnh Nguyên, số báo danh 123, đồng ngôi vị Á hậu 3 trao cho thí sinh Nguyễn Phương Thảo, số báo danh 188, Trần Mỹ Thủy, số báo danh 145, Hoa hậu Thiện Nguyện thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thủy Dung, số báo danh 179. Khi cô đã có những đóng góp tích cực cũng như hoàn thành tốt đề án thiện nguyện trong hành trình nhân ái của ban tổ chức cuộc thi,